cát lửng, hai phòng ngủ, giá siêu rẻ và vị trí siêu đẹp luôn nha cô chú anh chị. Thì em Thanh đang có mặt ở trên quốc lộ 1A và sẽ quay cái đường vào nhà luôn cho cô chú anh chị nha. Em Thanh sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái căn nhà cấp 4 có gác lửng nè, và xây dựng trên đất thổ cư pháp lý rõ ràng, nguồn gốc minh bạch nha cô chú anh chị. Từ vị trí này là quốc lộ 1A nè, mình đi vào đường ba làng 300m là đến ngôi nhà của mình rồi nha cô chú anh chị. Em sẽ quay trực tiếp chi tiết cho cô chú anh chị mình xem ha, vị trí nhà ở đây ha, cách mặt đường ba làng chỉ có 10m thôi nha. Hôm nay thì đầu clip em đã quay cho cô chú anh chị flycam từ quốc lộ 1A vào tới đường ba làng và tới ngôi nhà của mình, thì cách mặt tiền đường ba làng chỉ có 10m thôi nha cô chú anh chị. Thì em Thanh đang di chuyển đi bộ vào trong nha. Thì có 10m thôi, rất là gần luôn. Căn nhà của mình đây à. Căn nhà là diện tích sử dụng là 3,5m nhân cho 10. Và căn nhà của mình đây cô chú anh chị, mình có một trệt, một lửng và tới hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh luôn. Diện tích nhà là 3,5m nhân cho 10 nha cô chú anh chị. Từ đây thì mình di chuyển đến quốc lộ 1A chỉ có 300m thôi, và cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây số thôi. Mình di chuyển chỉ có khoảng 3 phút là đến được các tiện ích xung quanh như là trường học cấp 1, ủy ban nhân dân, điện máy xanh, Bách Hóa Xanh nha cô chú anh chị. Căn nhà của mình cũng rất là dễ thương nè. Thì hôm nay em Thanh cũng có khách tới xem cái căn nhà này ha. Đây, phòng khách của mình cũng rất là rộng rãi luôn. Như cô chú anh chị thấy không, căn nhà của mình có cầu thang ở giữa và đi lên ở trên là hai phòng ngủ ha. Và không gian bếp thì bên em Thanh có lắp đặt sẵn cho cô chú anh chị tủ bếp trên và tủ bếp dưới cùng các ổ điện, rồi rất là đầy đủ luôn cho cô chú anh chị mình nha. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Nhà vệ sinh thì mình đặt ở cuối dãy nhà nha cô chú anh chị. Cũng có đầy đủ các thiết bị. Cô chú anh chị mình lên tầng trên, mình tham quan hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở trên nữa nha. Cầu thang thì mình đặt ở giữa dãy nhà nè, rất là dễ di chuyển lên nha cô chú anh chị. Mình để có thể là để thêm một cái giường gỗ nè, cái tủ gỗ, cái bàn trang điểm vào đây nữa ha. Và cái nhà vệ sinh thì mình để ở đây, sử dụng một phòng ngủ thì không gian